Ngày 8 tháng 10, ông Võ Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kình ngư Nguyễn Thị Anh Viên đã bày tỏ nguyện vọng dừng thi đấu đỉnh cao, chia tay đội tuyển bơi quốc gia. Ông Võ Quốc Thắng chia sẻ, trong cuộc làm việc với lãnh đạo trung tâm, Anh Viên cho biết mình đã suy nghĩ về việc chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao rất lâu, không phải bồng bột. Anh Viên đã dành toàn bộ tuổi trẻ của mình để cống hiến cho bơi lội và thể thao Việt Nam. Năm nay Anh Viên đã 25 tuổi, tuổi không còn trẻ với một vận động viên bơi lội trong khi thành tích lại đi xuống. Cô muốn chia tay đội tuyển bơi Việt Nam để dành thời gian cho bản thân như hoàn thành việc học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chăm lo cho cuộc sống cá nhân. Dù vậy, ông Thắng cho biết đã lắng nghe, động viên và phân tích mọi điều để Anh Viên nắm được. Đồng thời, trung tâm cũng muốn Anh Viên tiếp tục thi đấu, ít nhất là đến hết SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 năm 2022. Thời gian tới, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ phối hợp với ngành quân đội tìm hướng tốt nhất cho Anh Viên. Mới đây nhất, Anh Viên đã cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Sau khi về nước, cô thực hiện cách ly y tế tại Hà Nội và sau đó trở về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tập luyện vào đầu tháng 9.